Tôi đang đi thăm cái cánh chùa Nam Quê Việt Nam. Rất là đẹp nè. Chùa rất đẹp. Đây trước cửa chùa trồng rất nhiều hoa này. Rất là đẹp nha. Chùa rất đẹp. Cá vàng bay cái này trước hơi đục. Còn cái chùa trước là rất ủng đồ, bây giờ cũng là nhà chùa này về mở mang rất là đẹp. Cái còi rất đẹp luôn. Tôi đưa mọi người vào tham quan cái chùa ở vùng quê tôi nha. Đây là đường vào chùa đây, rất là đẹp và mới kiến thiết này, rất là đẹp luôn. Đây là quan cảnh của ngôi chùa ở Nam Quê Việt Nam. Cổng chính đây mọi người nha, cổng chính ngôi chùa này và hai cái tháp rất đẹp nha. Nó quay được cái trong phòng này. Quay ra đến cầu xem ở đây rất là đẹp, cảnh chùa rất đẹp luôn. Đây là nơi thờ Đức Phật Khổng Tử. Văn chỉ nơi thờ phụng Đức Khổng Tử, nơi cảnh hương.
quang cảnh chùa đó mọi người. Rất đẹp này. Đây mọi người đang đi về lễ chùa. Cái đa này mấy trăm năm này. Chắc là khoảng 500-600 năm cái đề cái chùa lâu lắm. Ở trước thì là một cái ngôi chùa rất bé mà không có cái gì cả, bây giờ đã trở thành rất đẹp luôn. Đây là ngôi chùa của một làng quê đấy, mọi người thấy họ mở màng rất đẹp luôn. Đây là cảnh vào chùa. Phong cảnh rất đẹp. Những con cây đa, một cái hòn núi đá nhân tạo. Đây là toàn hoa nhất. Thấy không? Bên ngoài có một hòn núi đá nhân tạo. Chùa này sẽ một làng khuya nha mọi người nha. Tượng tượng đây là đường vào chùa đó mọi người nhé. Đây là quang cảnh của một làng quê Việt Nam. Đây là ngôi chùa mới được tôn tạo lên. Trước kia nó chỉ là một cái quảnh ung tùm đó, bây giờ đã tôn tạo lên rất đẹp luôn. Là sao? Không phải rất đẹp. Rất đẹp nha.